Sumi, cậu làm gì thế? Tập bơi hả? Không hề. Tớ đang sửa chữa trạm không gian Mir. Hình như trạm Mir không hoạt động tốt. Cậu đưa giúp tớ cái khóa mở lết với. Này, tớ có ý này. Hay là chúng mình đi tham quan trạm không gian Mir đi. Trạm không gian thật đấy. Cậu tới chứ đi nào, Marcel? Thế nào cậu tới chứ? Ôi, tớ đang bị vướng đây. Nhìn này Sammy, đây là trạm không gian Mir. Cậu có nhận thấy không? Đây là vật thể to lớn nhất từng được đưa vào không gian. Nó dài trên dưới 40 mét, còn chiều ngang cũng tương tự, nặng 130 tấn. Sammy, tớ đang có mặt trên trạm không gian Mir. Không phải thế đâu. Phải là phi công vũ trụ mới đi vào không gian được chứ, có phải thế không? Trong thực tế, đây là chị em sinh đôi của trạm không gian Mir. Mặt khác, trong một thời gian dài, trạm này được sử dụng làm căn cứ cho các phi công vũ trụ Nga tập luyện. Trạm không gian Mir thật hiện đang bay ở độ cao khoảng 400 km bên trên đầu của chúng ta. Và với một chút may mắn, ban đêm chúng ta có thể thấy nó bay qua. Xem này. Đây là trạm không gian nhìn gần hơn một chút. Mir là trạm không gian thứ 8 của Nga, trạm không gian đầu tiên Salyut 1 được phóng lên năm 1971. Hiện nay, Mir là trạm nghiên cứu độc nhất trong không gian thường trực có phi công vũ trụ cư ngụ để tiến hành các nghiên cứu khoa học. So với trạm không gian của Mỹ chỉ lưu lại trong không gian có 17 ngày. Do vậy, Mir không ở xa chúng ta, khoảng 400 km trên đầu của chúng ta. Đó là khoảng cách giữa thủ đô Paris và thành phố Nantes so với các vệ tinh địa tỉnh di chuyển cách xa chúng ta hơn 100.000 km xung quanh trái đất. Do vậy, Mir cách chúng ta chỉ có 2 bước. Mir di chuyển ở vận tốc 28.000 km/h xung quanh trái đất. Thực chất, Mir chịu tác động của hai lực, một bên là sức hút của trái đất hút trạm này về phía hành tinh của chúng ta, và mặt khác, vận tốc của bản thân nó khiến cho nó bay ra xa trái đất. Và với độ cao 400 km và vận tốc 28.000 km/h, hai cực này cân bằng nhau một cách hoàn hảo. Do vậy, Mir thường trực xung quanh hành tinh của chúng ta và đi một vòng trái đất trong khoảng thời gian trên dưới 90 phút. Các phi công vũ trụ chứng kiến cảnh mặt trời mọc 17 lần trong 24 giờ. Hơn nữa, quang cảnh thay đổi liên tục. Các bạn xem, đây là Italia. Regardez, ça c'est la botte de l'Italie. Quang cảnh thay đổi ở mỗi một vòng bay xung quanh trái đất vì quỹ đạo cũng nghiêng nghiêng 51,6 độ so với đường xích đạo, và cũng bởi vì bản thân trái đất cũng xoay. Bây giờ các bạn hãy hình dung trạm không gian Mir bay qua nước Pháp lúc 12 giờ. Thì 1 giờ 30 phút sau đó, trạm Mir bay được một vòng trái đất và quay trở lại cùng địa điểm trên không gian. Tất cả trong lúc đó cũng di chuyển, và rốt cục Mir không còn bay qua nước Pháp nữa, mà bay ngang qua Đại Tây Dương. Trạm không gian Mir như chúng ta biết đến ngày hôm nay không chỉ được đưa vào không gian trong một lần. Theo năm tháng, người ta đã cơi nới trạm này, thêm vào những thành phần cấu kết. Như cái này đây, ví dụ là modem chính được đưa vào quỹ đạo tháng 2 năm 1986, và cũng trong giai đoạn đó, người ta đã dự kiến nới rộng các buồng, nên ở phía đầu trạm có gắn một cái lớp để ráp nối. Chúng ta tới đó xem nào, cẩn thận. Đây là cái lớp để ráp nối, một hình cầu trên đấy, ta có thể cho cố định thêm 4 modem ngoài modem chính. Ở đây, hiện chỉ có 2 modem, nhưng trên trạm không gian Mir, cái trạm thật đấy, người ta cho gắn một modem phía trên và một phía dưới, do vậy hiện tại thực sự không thể cơi nới ra thêm được nữa.
Những thành phần kết cấu này không tự bay lên trên không gian. Mô-đun đã được một tên lửa đẩy lên, đưa nó thoát ra khỏi bầu khí quyển tới cao độ 250 km, thì phóng mô-đun này ra. Dĩ nhiên ở cao độ đấy thì mô-đun vẫn còn ở cách xa trạm không gian Mir. Nhưng tới lúc này đây thì mô-đun sẽ sử dụng những động cơ của nó, được điều khiển từ mặt đất, và những động cơ này hoạt động từng giai đoạn một. Ở mỗi lần đẩy, mô-đun sẽ bay ra xa trái đất và thay đổi quỹ đạo. Do vậy, từ lần đẩy này tới lần đẩy tiếp, mô-đun sẽ kết nối với quỹ đạo của Mir. Sau đó, nó còn phải tăng tốc để đuổi kịp trạm Mir và ráp nối vào đấy. Cậu thấy đấy, Sammy, điều này có nghĩa là sự kết nối các mô-đun với nhau được thực hiện ở vận tốc 28.000 km/h. Này, nếu như thế thì phải nhắm thật là chính xác chứ, phải không? Đương nhiên, vận tốc này là rất nhanh, 28.000 km/h. Nếu không, những thành phần kết cấu sẽ rơi trở lại trái đất. Có điều là cả hai đều bay theo cùng một hướng, và trong các điều kiện này, để công việc không trở nên quá nguy hiểm, thì điều quan trọng là cả hai kết cấu đều tương đối có cùng vận tốc. Đây, chúng ta hãy làm một thí nghiệm nhỏ. Tôi phải đặt kết cấu này lên chiếc xe khi nó chạy ngang qua tôi. Dĩ nhiên là tôi đứng yên một chỗ. Chú ý. Xong. Đương nhiên, đó không phải là điều dễ dàng. Tại sao? Tại vì có sự khác biệt rất lớn về vận tốc giữa tôi và chiếc xe. Nếu bây giờ tôi di chuyển đồng thời với chiếc xe. Xong. Thì đây quả là đơn giản như trò chơi trẻ con. Tại sao? Tại vì hầu như không còn sự khác biệt nào giữa vận tốc của tôi và vận tốc của xe. Điều này cũng chính xác xảy ra đối với trạm không gian Mir và Mô-đun. Mir di chuyển với vận tốc 28.000 km/h, còn Mô-đun di chuyển nhanh hơn một chút xíu. Sự khác biệt về vận tốc giữa Mir và Mô-đun được gọi là vận tốc tương đối và xê xích khoảng 1 km/h. Như thể trạm Mir đang dừng lại, còn Mô-đun thì tiến tới gần ở vận tốc non 1 km/h và tới ráp nối với trục chính của Mir. Mặc dù vậy, Sammy, tớ không biết cậu có để ý không, nhưng có những mô đun ở vị trí dọc với trục chính. Như thế thì bằng cách nào mà các mô đun đó tới được vị trí trên? Rất đơn giản, nhờ vào những cánh tay cơ khí như cái này đây, nó chuyển dịch những mô đun rồi đem chúng gắn vào nơi mà ta muốn. Phía trên, phía dưới, bên phải hay bên trái, thì tất cả đều được điều khiển từ mặt đất. Thực chất, trạm không gian Mir là một trò chơi khổng lồ được điều khiển từ xa. Mô đun cuối cùng kết nối vào trạm không gian Mir năm 1996 được dành cho việc nghiên cứu đại dương. Tuổi thọ của trạm không gian Nga được kéo dài bởi vì trạm không gian quốc tế dự kiến thay thế trạm Mir bị chậm trễ. Mô đun đầu tiên của Mỹ dự kiến được phóng vào tháng 6 năm 1998, sau đó sẽ được kết nối thêm vào đó các mô đun của Nga, Nhật Bản, Canada và châu Âu. Việc xây dựng trạm kéo dài khoảng 5 năm và được thực hiện nhờ vào một cánh tay tự hành dài, sẽ làm nhiệm vụ móc nối một số các mô đun. Các phi công vũ trụ cũng phải đi ra ngoài không gian với thùng dụng cụ để ráp nối trạm không gian khổng lồ nặng 400 tấn này. Một khi được hoàn tất, trạm không gian quốc tế đo được 110 mét chiều dài và sải cánh 74 mét và có thể chứa thường trực 6 người. Tới xem này, Sammy, tớ đã tìm thấy cái để đưa tớ lên trạm Mir rồi. Cậu có biết cái gì đây không? Phi thuyền Soyuz, một con tàu vũ trụ được các phi công vũ trụ Nga sử dụng để đi tới trạm không gian đặt trên quỹ đạo. Nó bao gồm 3 thành phần kết cấu, toàn bộ phần phía dưới được gọi là mô-đun dịch vụ, với những thiết bị điện tử, động cơ, và hai bên là các tấm pin mặt trời, giúp cung cấp năng lượng, nghĩa là điện năng. Khoan đã, chúng ta hãy lên phía trên. Tầng 2 là mô-đun để quay lại trái đất. Tuy được gọi như thế, nhưng mô-đun cũng được dùng vào việc bay lên không gian. Trong mọi tình huống thì đây là nơi trú ngụ của phi công vũ trụ trong các giai đoạn thiết yếu của chuyến bay, ví dụ như cất cánh, ráp nối hay trở về trái đất. Còn phía bên trong, Sammy, được điều áp, nghĩa là ta có thể thở như trong xe tải của chúng ta vậy. Sau cùng, tầng 3 có mô-đun quỹ đạo cho phép mang theo dụng cụ và cũng giúp cho phi công vũ trụ có chỗ đi qua lại để thư giãn tay chân trong chuyến bay, vì dù sao hành trình cũng kéo dài 2 ngày. Thôi, tới đi lấy bộ đồ phi công vũ trụ đây. Đúng vậy, Fred, cậu đi thay đồ đi.
Xong rồi, Jimmy được chưa? Tớ đã có bộ đồ phi công vũ trụ, nhưng người ta chỉ mặc nó trong những pha quyết định của chuyến bay mà thôi. Bộ đồ hoàn toàn kín, ta có thể bơm không khí vào trong, do đó khi xảy ra sự cố không điều áp, thì phi công vẫn có thể tiếp tục thở. Bây giờ tớ đã có bộ đồ một phi thuyền Sojus. À, tớ biết còn thiếu cái gì rồi, một tên lửa. Dĩ nhiên con tàu Sojus không thể nào tự cất cánh được. Cậu muốn có một tên lửa hạ Brest thì nó đây, tên gọi là Semyonovka, được lắp ráp ở Baikonur ở Kazakhstan. Tàu Sojus được đặt phía bên trên tủ tên lửa, ở chỗ cái chóp màu trắng. Không lớn lắm phải không? Nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ đi đến nơi. Dĩ nhiên là mọi chuyện sao ổn thôi. Nào chúc lên đường may mắn. À mà tớ cũng muốn là một vòng trong không gian để đến tham quan trạm Mir. Này nếu cả bốn chúng ta, Brest, Sammy, Marcel và tớ cùng cất cánh thì sao? Rất tiếc giọng nói bé nhỏ ạ. Nhưng trong buồng lái chỉ có ba chỗ thôi. Hơn nữa cậu cũng biết rằng ở đây chẳng thoải mái thế nào. Bắt buộc phải ở trong tư thế ngã lưng để có thể chịu đựng những lần gia tốc khi cất cánh. Lúc này có thể đạt tới 4G. Nghĩa là phi công vũ trụ sẽ có cân nặng gấp 4 lần. Một chi tiết nhỏ, không phải phi công vũ trụ sẽ điều khiển buồng lái, tất cả đều được điều khiển từ mặt đất. Ừ, Jimmy, tớ nghĩ rằng việc này không dành cho tớ đâu đấy. Mà này, Jimmy, trong trường hợp gặp sự cố, tớ phải làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ này? Cậu đừng lo, Brest. Ở đầu tên lửa có động cơ, chính xác là chỗ này đây, cho phép bắn buồng lái ra xa khi gặp sự cố. Điều này đã từng xảy ra vào năm 1983. Lúc khai quả các dàn phóng của tên lửa, một trong số đó bị bốc cháy, buồng lái được bắn ra trước khi tên lửa nổ tung 2 giây và đã kịp tiếp đất bằng dù cách điểm phóng 5 km. Các phi công vũ trụ đã thoát hiểm an toàn. Sao, Brest, cậu đã sẵn sàng cất cánh chưa? À, tớ đã sẵn sàng, nhưng hy vọng dù sao mọi chuyện cũng không kéo dài chứ. Cậu yên tâm, tớ chắc rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt. Đúng đấy, Brest, nào, cậu tiến gần lên nào. Giai đoạn cất cánh kéo dài 9 phút. Một khi đã thoát khỏi bầu khí quyển, tên lửa sẽ đẩy tàu Sojus vào khoảng không vũ trụ ở vận tốc 28.000 km/h để đặt con tàu vào quỹ đạo đầu tiên ở cao độ 250 km. Dans le vide spatial à 28.000 km/h pour le placer sur sa première orbite à 250. Trước khi tới được trạm không gian Mir, các phi công vũ trụ sẽ bay 34 lần vòng quanh trái đất. Từ lúc bắt đầu đi vào quỹ đạo và khi đã thoát ra khỏi tên lửa, sẽ xảy ra một hiện tượng được gọi là không trọng lực. Mọi thứ đều bồng bềnh trong không khí. Cậu thấy không, Jimmy? Cái bút của tớ. L'impesanteur ou l'apesanteur, tout se met à flotter dans l'air. Tu as vu, Jimmy? Mon stylo. Phải đấy, Brest, xem nào. Cậu có ý làm cho bọn này tin là cậu đang ở trong quỹ đạo sao? Này xem này, bọn họ đấy mới thật sự đang ở vào trạng thái không trọng lực. Trái giới điều người ta thường nghĩ, không phải vì các phi công vũ trụ ở xa trái đất, hoặc là vì thiếu gắn không khí mà các người này ở vào trạng thái không trọng lực, mà bởi vì họ đang rơi. Khi đó, muốn hiểu trạng thái không trọng lực là gì, thì trước tiên phải hiểu trọng lực là gì. Trọng lực, ta có thể nói đó là một lực mà mọi vật dưới sức hút của trái đất tác động lực đó lên một điểm tựa. Điều này sẽ xảy ra khi một người tựa lên một tấm thảm, hay được đặt lên bàn cân, hay khi được treo lên một lực ghế, sẽ tác động một lực lên trên. Lực này chính là cân nặng của người đó. Bây giờ không trọng lực là khi một vật thể không còn tác động một lực lên một điểm tựa nữa. Điều này xảy ra khi ta bị rơi. Các bạn sẽ thấy đây. Chúng ta làm rơi cái hộp này, trong đó có một nhân vật. Nhân vật này tác động một lực 800 gram lên sợi thun. Chú ý, các bạn mở to mắt ra. Xong. Cho chậm lại, Marcel. Điều gì đã xảy ra? Nhân vật đó rơi cùng một lúc với sợi thun, do vậy nhân vật không còn có thể tác động một lực lên sợi thun nữa. Nhân vật không còn sức nặng nữa. Đó cũng chính là điều mà các phi công vũ trụ phải trải qua trong không gian. Họ thường trực rơi với vận tốc 28.000 km/h. Họ không có điểm tựa vì bản thân con tàu cũng đang rơi ở vận tốc 28.000 km/h. Đúng vậy, các bạn nhớ một điều là mọi vật thể trong điều kiện chân không, cho dù có khối lượng như thế nào, đều rơi với cùng một vận tốc. Không có điểm tựa, không có trọng lực. Các phi công vũ trụ ở trong trạng thái không trọng lực. Ồ hay, trạm Mir đây rồi. Jimmy, tới xem này, chúng ta đã tới trạm Mir. Thật tuyệt, chỉ còn việc chấp nối với trạm. Việc chấp nối được thực hiện ở chế độ hoàn toàn tự động, không cần làm gì cả. Dù sao trong trường hợp có sự cố, cơ trưởng sẽ sử dụng các tay quạt để tác động lên các động cơ nhỏ. Các động cơ này sẽ bắn ra những tia ga giúp định hướng con tàu Sojus. Các tay gạt đó đâu rồi? Tôi cũng có sách hướng dẫn sử dụng. Sao ô toàn là chữ Nga?
Dĩ nhiên là được viết bằng tiếng Nga. Lúc này con tàu khởi động một radar nhằm đo khoảng cách giữa con tàu Soyuz và trạm không gian. Sự khéo léo nằm ở một vài cm này nhằm luồn khích các que được đặt ở phía trước con tàu Soyuz vào khung hình phễu của cánh cửa ráp nối. Sau khi đã kiểm tra các mấu ráp nối giữa trạm Mir và con tàu Soyuz được thật khích, cánh cửa được mở ra. Chào mừng đến với trạm Mir. Trong lúc thay đổi ekip bay, trạm không gian có thể tiếp nhận 6 phi công vũ trụ, nhưng chỉ có 3 người là có thể thường xuyên trú ngụ trong đó. Đây rồi, Jamy, thế là tớ đã tới trạm không gian Mir. Hẳn nhiên rồi, hai chân cậu còn đặt ở trên sàn nữa kia. Không phải đâu, đó là vì camera bị đặt ngược đầu đấy. Cậu đặt xuôi lại nào, rồi cậu sẽ thấy. Dù thế nào đi nữa, trên trạm quỹ đạo thì không có sàn, mà cũng chẳng có trần. Cậu có biết là giá phòng ở đây đắt một cách kỳ lạ, khoảng 500.000 quan mỗi ngày cho một người. Thêm vào đó là giá cả của chuyến bay cùng chi phí cho việc tập luyện. Kết quả một chuyến bay 2 tuần lễ có giá khoảng 70 triệu quan. Ồ, tất cả những thứ này khiến cho tớ bị choáng. Gì chẳng nghe gì cả, Fred. Cậu biết rõ ràng trong chân không âm thanh không truyền đi được chứ. Cậu nói gì thế? Tớ vừa nói là từ chỗ này đây, ta có một quang cảnh rực rỡ của trái đất, nhưng không có chuyện mở cửa sổ ra đâu, vì bên ngoài là chân không. Ngược lại, bên trong có không khí, ta có thể thở giống như đang ở trên mặt đất, nhưng dĩ nhiên là không khí này phải luôn được luân chuyển. Do vậy người ta có lắp đặt những tấm lọc để hạn chế khí carbon. Sau đó, ta còn có thể sản xuất ra cả khí oxygen từ nước thải. Nếu không, Jimmy, thì dù sao tớ cũng cảm thấy hơi bị ngợp, tớ đi tiểu đây. Sao đi tiểu sao? Không được rồi, đây không phải là lúc đi tiểu. Có đấy, Jimmy, tớ vừa nói với cậu đấy thôi. Trên trạm không gian Mir, để sản xuất khí oxygen, người ta sử dụng nước thải. Tất cả mọi nước thải. Cậu nhìn xem, cái toilet này trông ngộ nghĩnh thật. Một cái máy hút bụi. Các bạn đừng quên là ở trên đây, không có trọng lực và tất cả đều bồng bềnh. Ồ, xin lỗi. Dù sao cũng đừng ở trong đấy lâu nhé. Như thế tại sao oxygen được sản xuất từ nước thải? Vì là trong nước thải ta có đủ mọi thứ để làm ra oxygen thể khí. Thực vậy, oxygen thể khí được cấu tạo từ hai nguyên tử oxygen. Còn nước được hình thành từ những phân tử kết hợp một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen. Trong đó chỉ cần có hai phân tử nước mà ta đã loại bỏ hydrogen là có được oxygen dạng khí. Đó chính là điều mà người ta làm trên trạm không gian Mir khi cho tiến hành điện phân các nước thải. Dòng điện di chuyển trong nước bẩn để gãy các phân tử nước. Ta sẽ có oxygen ở cực dương và hydrogen ở cực âm. Bằng cách nào? Là ở cực dương có thiếu lượng electron. Mỗi một hydrogen cung cấp một electron. Thao tác này nhằm bẻ gãy các phân tử nước. Các nguyên tử oxygen được cách ly sẽ hội tụ lại và tạo thành oxygen thể khí. Và các bạn chú ý đây, với 18 ml nước, ta có thể sản xuất hơn 11 lít oxygen. Không khí lưu chuyển trong những cái ống to màu trắng dài dài bên trong trạm không gian. Đúng vậy, có những tấm lọc than để loại bỏ mùi hôi. Nhưng máy điều hòa không khí không phải lúc nào cũng hoạt động tốt. Nhiều lúc không khí rất nóng và ẩm, thế là nấm mốc phát triển. Các phi công vũ trụ đành phải làm vệ sinh. Để tắm thì không có vòi sen, họ lau mình với những tấm vải ướt. Còn gội đầu thì chỉ có mỗi cái lavabo. Trạm không gian thường xuyên được con tàu không người lái process tiếp tế nước, thực phẩm và dụng cụ. Sau khi chất hàng xong, con tàu này được dùng đựng rác. Và khi rác đã đầy, người ta tách nó ra khỏi trạm không gian và cho rơi xuống cháy trong bầu khí quyển. Tháng 6 năm 1997, một trong các con tàu process ra vào trạm không gian Mir làm thủng một lỗ trên module. Việc làm thủng một lỗ trên một module của Mir có thể nhanh chóng dẫn tới thảm họa vì không khí ở bên trong sẽ thoát ra ngoài khoảng không vũ trụ và các phi công vũ trụ đương nhiên sẽ bị thiếu không khí. Trong trường hợp này, giải pháp duy nhất là đơn giản cách ly buồng bị giải điều áp bằng cách đóng cánh cửa thật kín lại và như thế ta có thể thở. Hoàn toàn là như thế. Một cái lỗ cho dù là nhỏ tí xíu trên vách thành tàu sẽ là bi kịch cho các phi công vũ trụ. Không phải chỉ do thiếu không khí mà ngay cả khi họ có mang mặt nạ chứa oxygen thì họ cũng không qua khỏi.
Các bạn hãy tiến lại gần đây xem, cơ thể của chúng ta có chứa không khí, đặc biệt là hai lá phổi. Nếu không có không khí xung quanh các phi công vũ trụ, thì sẽ không có áp suất và không khí chứa trong phổi sẽ giãn ra, và cơ thể của phi công vũ trụ sẽ phồng lên, và tôi sẽ không thể kể cho các bạn nghe họ sẽ kết thúc như thế nào đâu. Nhưng chưa hết, cơ thể của chúng ta được cấu thành chủ yếu là nước. Nước này ở thể lỏng, vì nước chịu một áp suất, nhưng trong môi trường chân không thì không còn không khí. Xem này, nước sẽ bốc hơi, nó sôi lên. Cụ thể là nếu một phi công vũ trụ ở trong chân không, thì người ấy sẽ hoàn toàn bị mất nước. Phải chú ý đóng cửa vào thật kỹ. Để sửa chữa một lỗ thủng trên module, các phi công vũ trụ phải tìm cho ra chỗ rò rỉ, rồi bích nó lại với một miếng dán bằng kim loại lên vách thành module, hơi giống như ta vá ruột khe vậy. Sau đó tiến hành bơm không khí vào một lần nữa, để module có thể sử dụng lại được. Một khi đã vào trong trạm không gian Mir, các phi công vũ trụ sẽ không hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Hàng ngày ta có thể giữ liên lạc với họ, có thể trông thấy họ và còn có thể bàn đường với họ nữa, nhưng không phải suốt 24/24 tiếng, mà chỉ duy nhất khi trạm không gian bay bên trên lãnh thổ liên bang Xô Viết cũ. Cứ như thế mà từ căn phòng này của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian ở thành phố Toulouse, ta có thể theo dõi các công trình nghiên cứu RTS, nghĩa là các thí nghiệm liên quan tới sự sinh sản của loài kỳ nhông trong không gian, cũng thú vị đấy. Các con kỳ nhông cái được thụ tinh ở mặt đất đã cho ra đời trên trạm Mir những em bé kỳ nhông hoàn toàn bình thường. Mục đích của cuộc thí nghiệm này nhằm nghiên cứu các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển phôi kỳ nhông. Trong trạm Mir, người ta còn nghiên cứu các tác động của môi trường không trọng lực lên cơ thể người để chuẩn bị cho một chuyến bay xa lên sao Quả. Chị tự kiểm tra áp lực động mạch của mình, rồi sau đó khi đã khoác áo ghi lê vào xong thì kiểm tra điện tâm đồ. Nếu có vấn đề gì thì đừng quên gỡ bỏ đầu điện cực đỏ. Các nhà khoa học cũng như các chuyên viên kỹ thuật trên mặt đất thường xuyên theo dõi những diễn biến trên trạm Mir, và điều đó cũng nhằm tiên liệu những sự cố có thể xảy ra. Họ có thể tìm cách khắc phục vào bất cứ lúc nào trong suốt chuyến bay. Để trở về trái đất, người ta một lần nữa sử dụng buồng lái Soyuz. Nhưng lần này thì chuyến bay sẽ ngắn hơn rất nhiều so với chuyến đi, bởi vì ta sẽ chỉ bay một hoặc hai vòng xung quanh trái đất trong thời gian 3 hoặc 3 tiếng rưỡi. Do vậy, chặng lượt về rút cục sẽ không kéo dài quá lâu. Con tàu Soyuz thì ta không có gì để phàn nàn cả. Không giống với trạm không gian của Mỹ để quay trở về mặt đất, nó phải được cho rơi nhẹ nhàng, nếu có thể được. Về phần chúng tôi thì vào lúc này, chúng tôi vẫn đang bay vòng quanh trái đất ở vận tốc 28.000 km/h và đang tiến tới theo hướng này đây, nghĩa là đi lùi, động cơ được đặt ở phía trước. Còn cái này thì được sử dụng như một cái phanh. Sammy, hình như người ta biết rất chính xác sẽ hạ cánh ở chỗ nào. Ở Kazakhstan, cậu tưởng tượng nổi không? Nhưng nếu muốn đáp xuống Kazakhstan thì tàu Soyuz phải rời quỹ đạo đúng lúc. Nói cách khác, nếu tàu Soyuz phanh quá sớm hoặc quá muộn thì sẽ có nguy cơ bị rơi xuống mặt đất không đúng chỗ. Còn nếu tàu Soyuz ngừng lại giữa chừng thì có khả năng sẽ đâm vào lớp khí quyển dày đặc ở một góc hẹp và sẽ nảy trở lên. Này Sammy, tớ hy vọng rằng cậu không nhầm lẫn trong mấy con số của cậu đấy. Ôi không, cậu yên tâm, việc trở lại mặt đất sẽ diễn ra như thế này đây. Trước tiên con tàu Soyuz sẽ phanh lại, rồi rời quỹ đạo của nó. Sau đó, trước khi trở vào bầu khí quyển, con tàu Soyuz sẽ thả module quỹ đạo và các động cơ ra. Bây giờ chỉ còn buồng lái tiến tới phía trái đất và đi vào bầu khí quyển. Ôi Sammy, tàu lắc nhiều quá khi vào bầu khí quyển. Hơn nữa, tớ bay trở xuống với vận tốc 1.000 km/h. Hy vọng rằng không quên bố trí một cái dù. Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ đích thân kiểm tra. Kể từ cao độ 10.000 m, dù sẽ bung ra, nhưng chưa hết. Ngay trước khi tiếp đất, động cơ sẽ khởi động để giảm tối đa vận tốc của buồng lái trước khi nó đáp xuống đất. Và để giảm thiểu cú va chạm, dưới ghế ngồi của phi công vũ trụ còn có gắn các lò xo lớn, buồng lái nặng 3 tấn chạm mặt đất chỉ ở vận tốc 11 km/h. Thế nào, ổn chứ? Không bị chấn động nhiều. Nào, xin chúc mừng trở lại trái đất. Thoạt tiên, người Nga dự tính chỉ sử dụng trạm không gian Mir trong vòng 5 năm, nhưng may thay trạm Mir được thiết kế để ở lại trên không gian trong thời gian khoảng 10 năm. Thực tế, trạm Mir sẽ lưu lại trên đấy 13 năm. Tới cuối năm 1999, các phi công vũ trụ sẽ rời bỏ trạm không gian này và nó sẽ dở dụng khi đi vào bầu khí quyển. Cậu có mường tượng ra không, Sammy? Toàn bộ cái khối này sẽ tan thành mây khói.
Trạng không gian được cấu tạo chủ yếu bằng nhôm và đồng. Sự cọ sát với lớp không khí sẽ nung những kim loại này tới hơn 1.500 độ và làm chúng cháy rụi như giấy. Giống như thể bạn phanh gấp chiếc xe ô tô của bạn khi nó đang lao tới, ví dụ với vận tốc 150 km/h trên xa lộ vậy, do đó lớp xe của bạn sẽ cọ sát lên nền xi măng. Cũng giống y như vậy, bạn sẽ có trạm không gian làm bằng kim loại bay ở vận tốc 25.000 km/h cọ sát vào lớp không khí, dĩ nhiên là rất khủng khiếp. Có điều là tất cả sẽ không cháy thiêu rụi. Một vài bộ phận to bằng titan có nguy cơ rơi xuống trái đất. Để tránh không bị rơi trúng đầu, người Nga bắt buộc phải cho trạm không gian rơi trên Thái Bình Dương bằng cách cho con tàu Vorsex phanh trạm không gian lại, nhưng không dễ gì kiểm soát được đường bay của cái khối ghê rợn này. Năm 1991, công việc tiêu hủy con tàu Salyut đã không diễn tiến như dự kiến. Những mảnh tương đối to rơi rải rác trên nhiều ngàn km. Ví dụ, nhiều người bắt gặp những mảnh vụn nặng khoảng 100 kg trong vườn trại của họ cách thủ đô Buenos Aires khoảng 50 km. Chỉ còn nước hy vọng rằng trạm Mir sẽ rơi xuống đại dương. Này Jamie, xem này, chúng ta vừa nhận được thư đến từ Moscow. À, là Mir đây, xem tiếp xem sao. Ô, nhưng toàn là tiếng Nga. Tớ chả hiểu gì cả. Khoan đã nào, để tớ phiên dịch. Fred và Jamie, chúng tôi rất hài lòng với những hoạt động của hai bạn và mong các bạn đến giúp sửa chữa trạm Mir trước năm 2000. À, Jamie mà, là gửi cho cậu đấy. Gửi cho tớ sao, bạn phải cùng tới với Fred. Nhưng tớ chưa từ chỗ đấy về mà, là gửi cho cậu đó xem đi.